Hiện tại thì em vừa lấy hàng ở bên kho Tân Cường xong, thì là lấy xong rồi và bốc xong, mệt quá. Thì đây là kho tổng kho của Tân Cường nhá mọi người nhá, tất cả mọi đẩy đều đây là em bán là cam đoan là chính hãng hết đấy, mọi người cứ yên tâm là hàng hàng chính hãng và cái sản phẩm chất lượng của AAP thì được khẳng định rất là lâu rồi, rất là tốt. Em nghe thì em rất là kết cái mã này. Nói chung thì đây mọi người nhìn đây, ở đây thì anh Tân Cường anh bảo là khoảng hơn 1.000 con đẩy, rất là nhiều. Còn xe em đã để ngoài kia rồi mọi người ạ, xe đã để ngoài kia rồi, thì ở đây thì nói chung là rất là nhiều đẩy. Mọi người mua hàng của em thì cứ yên tâm nhá, hàng chính hãng 100%, không phải lo đâu ạ. Đây thôi bây giờ lên xe về thôi, em bốc trong cái đẩy ngoài xe rồi. Bạn nào có nhu cầu mua men công suất AAP thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại là 0389 622 868 nhé. Vườn hồng hơi xưa đã hello các bác nhé, là em đây. Thì hôm nọ em có bảo các bác là em bán bên AAP, thế thì từ trước đến giờ em chỉ bán bên AAP thôi. Thì cũng có rất là nhiều bác ủng hộ em, thì hôm nay em có gửi đi 5 con AAP. Đấy, con AAP con mã là TD là ADX4900. Con này thì là sáng em gửi đi 2 con rồi. Đấy, sáng em chỗ kia em gửi đi 2 con thôi. Ngày trước thì có mấy chồng cơ, 1 2 3 4 5 6 chồng cơ, thì em gửi hết 2 chồng rồi. Thì hiện tại hôm nay là lại gửi đi 5 con cho bác khách. Lại trước khi gửi đi là em có mở hết ra em test cho mọi người nhé, chứ em thì không chơi cái bài là nguyên nguyên đai nguyên kiện, nhiều khi là về tay các bác không biết là nó bị sứt sẹo bóp méo, là không biết là do Tân Cường gửi cho em như thế hay là bên vận chuyển đã làm như thế, nên là hơi khó khăn cho công tác là kiểm hàng. Thì thôi thì các bác thì cứ cho em là mở ra kiểm tra, đến nơi là các bác nhận như nào hay là như nào thì các bác gọi lại em, chứ bây giờ không tháo ra thì hơi khó đấy. Hàng thì rất là ok nhá. Có bác nào mà nhu cầu mua đẩy AAP thì ủng hộ em với nhá. Này, em muốn bán số lượng nó nhiều nhiều để em có giá tốt cho các bác. Thì thực tế là giá em bán là khá là tốt rồi. Đây là ở đằng sau nó này. Lắm bác thì bảo là em quay nhưng mà không quay đằng sau cho các bác xem, thì đây em quay đằng sau cho các bác xem đây. Số lượng nó rơi tầm khoảng 12 này, 16 này, 12, 18 này, còn khoảng hơn 20 con thôi mọi người ạ. Mà trong khi đó em lấy rất là nhiều về, bây giờ còn khoảng hơn 20 con nữa thôi. Đẩy rất là đẹp. Đây là loa B3 Fork 10 này, cũng cực kỳ đẹp luôn. Có gửi cho con, cho khách một con này nhá, con vang này này. Có Rod T350, con này là vang cơ lai số. Hàng ngày thì hàng em vẫn lên đường bình thường, ngày nào nhiều thì khoảng 6-7 con, ngày nào trung bình thì ít thì khoảng 1-2 con. Thì tất cả mọi khách hàng mua đẩy này của em thì phản hồi rất là tốt. Nếu mà feedback thì các bác có thể inbox em gửi cho rất nhiều số điện thoại em đã bán rồi. Phản hồi về con đẩy này cực kỳ tốt, trong tầm giá tầm khoảng trên 8 triệu một tí xíu thì nó là dơ bét trong tầm giá này rồi. Các bác cứ chơi con này đừng có ngần ngại, và cũng đừng bao giờ sợ hớ, vì cái giá này nói chung là giá này nó quá xứng đáng được tiền mất gạo rồi. Có kiểm tra một vài con vang số cũng gửi cho khách này. Vang này vang nguồn sung nhá, vang nguyên xuyến này, chạy chip analog device 21571, con này rất là đẹp luôn. Nếu bác nào nhìn trong nhà có cái đồ gì hay hay các bác có thể inbox em. Em thì mấy nữa em phải làm khoảng vài trăm con vang này nhưng mà nó tắc biên ấy, mãi chưa về được. Số điện thoại là Zalo của em đây. Đây các bác nhá. Thanh lý một đống này nhưng mà chẳng ai mua cả. Hai mic này, ba mic với lại hai con vang thanh lý nhưng mà hàng mới, hàng xịn nhá, chưa qua sử dụng nhá. Chẳng qua em muốn về làm một mã nên là em muốn thanh lý đi thôi.
bạn nào xem đây rồi thì cho em một phát like, một đăng ký kênh và ấn vào quả chuông thông báo để lúc nào mà em đăng video lên thì các bác có thể xem được những cái video em đăng lên nhé.